Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, Trần Chân vừa gọi điện cho Thuyết xong một cái cuộc điện thoại nói chuyện tương đối dài. Vâng, thì khi bắt đầu gọi điện Trần Chân gọi điện cho Thuyết á, thì Trần Chân có nói rằng con vừa nói chuyện xong với lại chị Ngân đấy, và con và chị Ngân đã có một cái cuộc tranh luận cãi vã nhau rất là căng thẳng, và con cảm thấy rất bực bội, không không, không nhịn nhục được. Không nhịn nhục được ở đây là Trần Trân đã nói nhấn mạnh hai cái từ này. Thì trong câu chuyện này thì Thuyết hỏi là thế nói chuyện về cái đề tài gì mà lại nói là không nhẫn nhịn được, và lúc đó thì có bác sĩ Trần ở đó hay không, có Ngọc Bích ở đó hay không. Thì Trần Trân nói rằng là trước lúc nói chuyện ạ, thì con đã nói với chị Ngân rằng là đi ra một chỗ nào đó vắng người, chỉ một mình chị thôi. Tôi muốn nói chuyện riêng với một mình chị, và đây có thể là cuộc điện thoại cuối cùng và nói chuyện với nhau. Xong cuộc điện thoại này thì tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với chị nữa. Chị hãy dành cho tôi một chút thời gian để tôi nói chuyện với chị. Thì lúc đó là Ngân đã coi như là đi ra một cái chỗ vắng người để nghe cái cuộc điện thoại nói chuyện với Trần Trân. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong cái 4 video ngày hôm qua ấy, có rất nhiều quý khán thính giả đã nói rằng là Thuyết không nên phân tích và coi như là không nên nói gì về Trần Chân nhiều, bởi vì cậu ta là một cái chàng trai rất là đau khổ, chịu nhiều đau khổ. Trong cái câu chuyện này thì Thuyết hiểu, Thuyết biết cái chuyện này, và hoàn toàn Thuyết không có chê trách gì Trần Chân. Nhiều bạn nói rằng Thuyết trách Trần Chân thế loại kia, Thuyết chỉ nói rằng không bao giờ cổ súy cho những cái hành động mà ví dụ những con cái mà cha mẹ của mình dù như nào chăng nữa thì mình không nên dùng những cái từ mạt sát cha mẹ của mình, bởi vì kiểu gì thì đó cũng là cha, những người mà sinh thành ra mình. Thì ví dụ mình tuyệt giao với cha cha của người mình, cha mình mà không xứng đáng làm cha, mẹ không xứng đáng làm mẹ thì mình tuyệt giao, có nghĩa là đã không nhận làm cha con nữa thì là ok, chứ không cần làm gì phải coi như là mạt sát cha mình những cái lời nói mà bên ngoài người ta sẽ nghĩ mình là người bất hiếu. Thuyết nói nguyên văn nó là như vậy thôi. Và trong câu chuyện này thì có rất nhiều người đã phản đối Thuyết. Vâng, thì trong những cái lời bình luận này thì Thuyết cũng xin chia sẻ trước khi nói về câu chuyện của Trần Trân nói chuyện với Ngân ra sao, thì Thuyết xin chia sẻ một cái lời bình luận đại diện cho rất nhiều lời bình luận khác của một bạn tên là Vũ Nhai. Bạn viết này: anh Thuyết ơi, anh đừng phân tích nhiều về Trần Trân để nó đau lòng anh nhé. Theo tôi nghĩ thì Trần Trân có thương cha nên mới khuyên cha nhiều như vậy. Hết khuya rồi lại khóc, lại thương, nhưng tới lúc cha mình không nghe được thì phải bó tay thôi, vì cha mình không thương mình, chỉ tìm gái và tiền thôi. Trần Chân không cần tiền, 41 năm còn sống được, bây giờ gần chết rồi, cần gì tiền của cha nữa. Ở Việt Nam mình có 5 đứa con cùng ký vào đơn để tử hình cha đấy anh ạ, vì nó cũng như Trần Chân, khuyên cha không được, tới lúc nó giết chết mẹ nó, chúng nó phẫn nộ phải ký vào đơn để tử hình cha cho nó bỏ. Tôi rất đồng tình với bà mẹ của Đông Nhi. Lúc đầu tôi cũng lo Đông Nhi bị thủ tiêu đấy, vì Đông Nhi cũng là một người rất thương người, và tình cảm Võ Ái Khanh và bà Lưu Yến rất là thương. Mọi người cũng khuyên ông Trần không được, kể cả ông thầy Thái Lan cũng khuyên ông Trần, nhưng ông Trần không nghe. Đông Nhi không đi chữa là đúng rồi, để đưa ông Trần vào bệnh viện, còn Đông y chữa cho ai thì kệ Đông y thôi. Thư dài, xin mong mọi người thông cảm. Tôi cứ nghĩ thế nào là tôi biết như thế thôi. Xem câu chuyện này tôi tức điên người vì Ngân đấy. Chúc mọi người trong câu chuyện này bình an và hạnh phúc nhé. Mong câu chuyện này đừng gây ra chuyện gì chết chóc hay làm hại nhau nữa. Vâng, xin cảm ơn bạn Vũ Dài Nhai rất rất nhiều. Thực ra Thuyết không muốn đọc lời bình luận này, nhưng trong câu chuyện của Trần Chân nói chuyện với Thuyết thì nó có liên quan tới câu chuyện của bạn Vũ Nhai đã nói chuyện, có nghĩa là người hình như có 5 người con, người ta đã ký vào một cái lá đơn và yêu cầu tòa án tử hình cha ruột của mình. Thì chính trong câu chuyện này Trần Chân cũng nhắc tới, vâng, Trần Chân đã nói chuyện với Thuyết, và Trần Chân nói rằng là con vừa nói chuyện với Ngân xong. Và ở đây Trần Chân đã nói ra trong hai câu chuyện, tức là Trần Chân nói với Thuyết rằng như thế này: con đã nghe chú gọi trong những video từ cái đợt biết kênh Canada đến giờ,
Ở kênh Định Cư Caravan giờ thì hầu như con chưa bỏ sót một tập video nào của chú làm những video đó. Và trong ngày hôm qua thì con thấy chú góp ý về cái chuyện đó. Con phải thừa nhận, con xin lỗi chú một điều như này. Phận làm con thì không lên coi như là mạt sát cha mẹ. Đấy, chú nói con hoàn toàn ủng hộ chú, có nghĩa là sao? Có nghĩa là tuyệt giao, người cha của mình không xứng đáng thì mình tuyệt giao với ông ấy, không cần gì phải nói những cái lời mạt sát, bởi vì những cái lời nói đó thì thiên hạ sẽ cho rằng con là một kẻ bất hiếu. Đấy, thì Trần Trân thừa nhận cái đoạn đó, Trần Trân nhận lỗi và thừa nhận cái đoạn là đã nói cha của mình quá lời. Nhưng mà Trần Trân cũng vừa khóc vừa nói rằng là chú phải nghĩ đến con. 40 mấy năm con ngồi trên xe lăn, nó bị ức chế vô cùng. Và trước đó thì con đã có rất rất nhiều lời khuyên với ông ấy rồi, nhưng ông ấy vẫn không nghĩ gì tới những cái đứa con như con, những cái đứa con bị bỏ rơi, văng vơi văng vãi khắp thiên hạ. Đó, thông qua kênh của chú thì con biết được là ở bên Trung Quốc hình như có 3 người con, ở bên Mỹ có 2 người con là 5, và ở bên Canada bây giờ có 2 người con là 7. Ngoài ra còn không biết là có bao nhiêu người con khác nữa, chắc chắn là còn, bởi vì ông ấy chỉ có bị phát hiện ra mới thừa nhận thôi, còn nếu không bị phát hiện ra thì ông ấy không thừa nhận. Thì 7 người con đó thì hỏi xem, chú thử thử hỏi xem rằng là ông ấy có trách nhiệm với người con nào, chẳng có một trách nhiệm với đứa con nào hết. Thì ông ấy làm những cái chuyện đó không khác gì những cái chuyện gây ra tội ác. Đấy, đây là những cái chuyện gây ra tội ác. Và chính những cái hậu quả của ông ấy gây ra thì chính những đứa con của ông ấy phải chịu. Mà bản thân con là một cái điển hình, tức là chính bản thân con đã phải chịu theo cái thuyết nhân quả là người đời cha ăn mặn đời con khát nước. Và chính chúng con là những cái đứa trẻ tội nghiệp, là những đứa coi như phải chịu những cái điều mà do cha của mình gây ra. Chú phải hiểu cho tâm trạng của con, nó bị ức chế trong suốt cả mấy chục năm không tìm được cha. Đến khi tìm được cha rồi thì cha của mình lại là một cái kẻ đốn mạt. Đấy, con nghĩ rằng trong nhiều trường hợp ở trên thế giới này thì bản thân con vẫn là cái người yêu thương cha nhất, vẫn còn dùng những cái lời lẽ gọi là nựa lời để mà nói với người cha của mình nhất. Còn những có nhiều người con khác, nếu trong tình trạng này người ta còn có thể là giết chết cả cha của mình vì uất hận, vì đã gây cho mẹ của mình, bản thân mình bao nhiêu những cái điều khổ đau trong suốt mấy chục năm qua. Thì bản thân ông ấy không những gây cho mẹ con của con mà gây cho nhiều gia đình khác nữa. Ví dụ như Phạm Hoa. Tại sao chú biết rằng là hôm nay con gọi điện cho chú và gọi điện cho Ngân hay không? Bởi vì hôm nay mẹ của con sắc thuốc cho coi như là cô Hoa uống. Ở đây Trần Trân gọi là cô Hoa nhé. Cô ở đây như theo cái kiểu như cô cháu đó các bạn. Bởi vì sao? Phạm Hoa ít tuổi hơn Trần Trân. Phạm Hoa chỉ có 28. Nhưng Trần Trân đã 40 mấy tuổi rồi các bạn. 43 tuổi rồi. Nhưng mà Phạm Hoa thì lại gọi bà Lý Hương, tức là gọi mẹ của Trần Trân là chị, tức là nhận nhau như là chị em, bởi vì hai người cùng có con với lại bác sĩ Trần đúng không ạ? Cho nên là Phạm Hoa gọi bà Lý Hương bây giờ là chị em, thì rõ ràng là Trần Trân phải gọi theo cái thứ bậc gọi là gọi Phạm Hoa là cô, như là cô là xưng con, xưng cháu đó. Cho nên ở đây là Trần Trân đã kể lại câu chuyện là hôm nay chính coi như là mẹ của Trần Trân đã sắc thuốc và cho Phạm Hoa uống. Thì khi mà Phạm Hoa uống thuốc bị sặc ấy, tức là không biết là chính bà Lý Hương khả năng không có nhiều kinh nghiệm, khi mà thuốc đang nóng thì có thể người ta múc bằng cái muỗng nhỏ cho uống thôi, lúc nào nó bắt đầu hơi nguội nguội rồi thì lúc đó có thể là cho uống một hơi cho nó cạn đúng không ạ? Khả năng là bà Lý Hương không có nhiều kinh nghiệm, cho nên là chính vì vậy Phạm Hoa đã bị sặc thuốc. Và khi Phạm Hoa uống thuốc bị sặc xong thì kêu gào lên, coi như là nói với bà Lý Hương rằng là chị ơi em không muốn sống trên cõi đời này nữa. Tức là Phạm Hoa trong đầu óc có ý nghĩ gọi là ý nghĩ không muốn sống, tức là muốn ra đi theo bà Ngọc Trinh. Cho nên là ở đây là khi mà nhìn thấy cái cảnh đó thì Trần Trân không chịu đựng được nữa. Tức là Trần Trân cho rằng tất cả những cái tội lỗi mà Phạm Hoa đang chịu đựng đây tất cả là đều do ông bác sĩ Trần gây ra, do chính người cha của Trần Trân gây ra. Cho nên là Trần Trân rất hận hận, nhưng mà bây giờ Trần Trân đã nói với ông Trần rằng là ông đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa đúng không ạ, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông, tôi mẹ con tôi đi ra ngoài đường không dám cả ngẩng mặt nhìn thiên hạ đó. Có những lúc Trần Trân nói các bạn biết đó, ông biến đi khỏi con mắt của tôi đó, ông biến đi khỏi cõi đời này thì khác gì coi như nguyền rủa cha của mình coi như chết đâu. Cho nên là trong chuyện này thì các bạn biết đó, khi Trần Trân nhìn thấy cái cảnh Phạm Hoa bị đau khổ như vậy quá thì coi như
nghĩ đến rằng là tất cả tội lỗi này, tất cả những cái sự khổ đau của mọi người này là đều do cha mình gây ra, cho nên là Trần Chân rất hận cha của mình. Vì trước đó cậu ta đã nói rằng không bao giờ thèm nghe điện thoại rồi nói chuyện với ông Trần nữa, cho nên là cậu ta đã gọi điện cho Ngân đấy, bằng cái cách là như là kể tội của ông Trần và khuyên Ngân trở lại con đường chính đạo. Đấy, mục đích của cậu ta nó là như vậy, bởi vì không muốn nói chuyện với ông Trần thì bây giờ đổ cái lỗi uất ức này lên đâu đây? Biết đổ, tức là khi người ta tức giận thì người ta phải coi như xả hơi ra, đúng không ạ? Thì Trần Chân đã quyết định gọi điện cho Ngân. Thì cũng trong câu chuyện của Thuyết, các bạn biết không, tức là khi Trần Chân nói điện thoại với Thuyết thì Trần Chân đã nói rằng chú góp ý với con như vậy là ok, là đúng đấy. Tất nhiên là con không nên có những lời lẽ đó là mạt sát cha thậm tệ như vậy, và không nên nguyền rủa cha của mình. Tuy nhiên là ức uất ức quá thì không chịu đựng được, mà con nói với chú nghe, để so sánh thì con vẫn còn nhân đạo hơn rất rất nhiều người con khác trên thế gian này. Chẳng hạn như Trần Chân nói rằng con tìm hiểu rất nhiều những câu chuyện về những người con và những người cha ở trên thế gian này. Thì chẳng hạn trong câu chuyện mà hôm qua một người nào đó bình luận, chính là lời bình luận của bạn Vũ Nhai, thì Trần Chân đã xem được bình luận này và xem được rất nhiều những lời bình luận khác. Thì cậu ta đã kể với Thuyết nghe về cái câu chuyện mà bạn Vũ Nhai đã nói là có 5 người con mà ký vào đơn để coi như là ký vào đơn để yêu cầu coi như tòa án xử tử hình, đúng không ạ? Thì ở đây thì theo như là Trần Chân nói thì cậu ta đã kể lại cái câu chuyện này rằng là vào năm 2013, tức là cách đây 11 năm rồi, ở câu chuyện này nó xảy ra ở ở cái tỉnh Quảng Ngãi. Cái người cha này là 49 tuổi và tên là Trương Văn Thuận, còn bà vợ của ông ta là bà tên là bà Nhiệm đó. Thì đại khái là cái ông Thuận này là hay rượu chè be bét và đã có rất nhiều lần đánh vợ rồi, rất nhiều lần đánh vợ rồi. Thì vào năm 2013 thì khi mà bị đánh nhiều quá thì bà Nhiệm, bà vợ của ông không chịu đựng được, thì bà ấy đã viết đơn để ly hôn. Thì bà ấy đi đến chỗ nhà của con gái để sống, để trong thời gian để chờ đợi coi như ra tòa để mà ly hôn, không sống cùng người chồng vũ phu này nữa. Thì trong khi đó thì cái ông Thuận này bắt đầu ông mới khuyên vợ, nhưng mà vợ lại không chấp nhận nghe, tức là ông này không muốn vợ chồng bỏ nhau, tức là khuyên vợ mình là đừng có mà rút lại đơn đi, đừng có là làm đơn để bỏ nhau nữa. Ông ấy xin lỗi như vậy, nhưng mà bà Nhiệm, bà vợ của ông lại không không chấp nhận đó, tức là không chấp nhận. Thì chính ông Thuận này ông mới uất ức quá thì ông mới kẹp lấy tay ông kẹp vào cổ của vợ, và sau đó là ông đập đầu vợ ông ấy vào tường, và cuối cùng là vợ ông bị chết đó. Thì sau đó thì đi ra đến tòa án nhân dân ở tỉnh Quảng Ngãi để xử án cái ông này vào năm 2013 đó. Thì tòa án nhân dân là tuyên án ông Nhiệm, cái ông Thuận này là án chung thân. Các bạn biết rằng là án chung thân thì nó chỉ đứng sau cái án tử hình thôi, đúng không ạ? Thì trong khi đó thì 5 đứa con của bà Nhiệm này không coi như là chấp nhận. Thì một người con trong cái phiên tòa này, một trong số 5 người con thì đã đứng lên thưa với phiên tòa, có ý kiến với phiên tòa rằng là chúng tôi không chấp nhận coi như là với cái mức án chung thân mà phải phải tử hình ông ấy, bởi vì ông ấy là cái kẻ dã man đã giết mẹ tôi bằng bằng một cái kẻ bằng một cái cách dã man, cho nên là chúng tôi không chấp nhận cái bản án này. Và cuối cùng vì cái lời coi như là khiếu nại của 5 người con của bà Nhiệm, cho nên là tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phải chấp nhận theo cái cách rằng là phải tử hình cái người cái ông Thuận này đó. Trong khi đó Trần Chân tiếp tục kể cho Thuyết nghe một câu chuyện khác là xảy ra ở bên Nga, hay chúng ta còn gọi là bên Liên Xô, đúng không ạ? Tức là vào năm 2018, tức là cách đây là 6 năm, có một vụ án, tức là của một cái gia đình đó, tức là cái ông bố này, tức là một gọi là một cái tay mafia, có thể là gọi là buôn bán thuốc phiện cái gì gì đó gọi là mafia. Thì ông ta có vợ và có 4 người con, trong khi đó là có một đứa con trai đầu là 20 tuổi và 3 đứa con gái, mà đẻ mỗi năm một đứa các bạn nhé. 3 đứa con gái là một đứa 17, một đứa 18, một đứa 19 tuổi và thằng con trai 20 tuổi. Có nghĩa là mỗi năm một đứa con, tức là đẻ mỗi năm một đứa con. Đó. Thì trong khi đó thì ông này là dân mafia và ông ta đuổi vợ của ông ta và bắt thằng con trai là đi xa, sống xa nhà, tức là không cho ở nhà. Trong khi đó thì ông ta là cưỡng hiếp 3 đứa con gái ruột của mình. Đấy. Cưỡng hiếp 3 đứa con gái ruột của mình trong một thời gian rất dài. Và cuối cùng 3 đứa con gái của ông này rất là căm hận,
Rồi cuối cùng là ba đứa con gái của ông này đã dùng dao, và cuối cùng ba cô con gái của ruột là cùng tấn công ông này và đâm ông này, và ông này chết gục ở cái thang máy ở tại căn nhà của mình đó. Cho nên là sau đó thì Trần Trân nói rằng cái vụ án này Trần Trân không theo dõi kỹ, nhưng mà được biết rằng là ba cô gái này sau đó sẽ phải đối mặt với cái những cái án tù từ 10 đến 15 năm, nhưng mà họ chấp nhận cái án tù bởi vì họ không chịu đựng được cái sự coi như là cưỡng hiếp của người cha. Thì ý ở đây Trần Trân muốn kể hai câu chuyện này để chứng minh trong vấn đề là cậu ta đối với cha của cậu ta vẫn còn tử tế gấp trăm gấp lần ngàn lần những cái người con khác ở trên thế gian này. Đó, có những người con còn xử lý cha từ ba cô gái cùng coi như là hạ gục cha luôn. Ấy, còn thì trong câu chuyện ở ở Quảng Ngãi, ở Việt Nam ta thì coi như là 5 đứa con đều bắt cha phải tử hình, có nghĩa đó cũng là một hành động giết cha. Đấy. Thì đối với Trần Trân nói rằng những cái từ ngữ mà Trần Trân nói với ông Trần như vậy vẫn còn rất là nhẹ nhàng, và đấy vẫn còn là một sự nhân nhượng. Bởi vì chính ông Trần đã gây ra rất rất nhiều tội ác với nhiều người, mà trong khi đó là Trần Trân được nhìn tận mắt là vấn đề của Phạm Hoa với của hai mẹ con mình. Trong khi đó bây giờ Ngân đang là nạn nhân tiếp theo, không biết đây là nạn nhân thứ bao nhiêu nữa trong câu chuyện tình cuộc đời của ông Trần, mà chính Ngân là nạn nhân tiếp theo. Chính vì vậy mà coi như Trần Trân đã gọi điện cho Ngân. Khi mà Trần Trân kể tội bác sĩ Trần á, thì Ngân để bảo vệ theo cái cách rằng là tất cả những người đàn bà con gái mà đã qua tay bác sĩ Trần thì theo như cách hiểu của Ngân rằng là tất cả những người đó có người thì tự rút lui, có nghĩa là ví dụ trong trường hợp của Phạm Hoa tự nhiên biến mất, tự nhiên rút lui khỏi cái cuộc tình, có người thì coi như là thỏa thuận giữa hai bên, cũng như là trường hợp của mẹ mẹ Trần Trân với lại bác sĩ Trần là thỏa thuận, tức là họ đến với nhau và không cảm thấy không hợp nhau nữa thì họ chia tay nhau, đó là theo cách thỏa thuận. Còn có người thì tự rút lui như trường hợp của Phạm Hoa, có nghĩa là sao? Có nghĩa là bác sĩ Trần không cưỡng ép. Đấy, cũng như bây giờ hiện tại Ngân không bị bác sĩ Trần cưỡng ép, mà đây là do lòng tự nguyện của Ngân yêu bác sĩ Trần, chứ bác sĩ Trần không hề cưỡng ép một chút nào. Ngân cũng phân tích cho Trần Trân hiểu là nói rằng là chính bác sĩ Trần cũng nói những người con rơi con vãi như vậy, và ở đây coi như là bác sĩ Trần cũng nói với Ngân rằng là nếu chúng ta trở thành vợ chồng và lấy nhau thì sẽ có trách nhiệm với những đứa con đó, ít nhất là đến năm 18 tuổi là một. Cái thứ hai là những trường hợp như của Trần Trân chẳng hạn thì sẽ giúp đến hết cả cuộc đời, và những người nào chẳng hạn như khó khăn về mặt kinh tế thì sẽ giúp về mặt kinh tế, có nghĩa là lớn rồi nhưng mà về cái phần kinh tế bị khó khăn thì sẽ giúp đỡ, chẳng hạn như Trần Trân chẳng hạn thì sẽ giúp đỡ cho Trần Trân nhà cửa rồi ví dụ công ăn việc làm. Trong cái chuyện Trần Trân bị bệnh tật không nói, nhưng nếu mà coi như là Trần Trân vẫn như một người bình thường khác mà khó khăn trong công ăn việc làm rồi nhà cửa không có thì sẽ giúp đỡ tất cả phần đó. Tức là cả Ngân cả bác sĩ Trần đều có trách nhiệm, và Ngân thống nhất là Ngân ok, bởi vì theo như cái cách mà bác sĩ Trần nói thì giúp đỡ theo kiểu đó cũng không hết quá nhiều tiền, chẳng hạn như mỗi người một ngôi nhà và tạo một công ăn việc làm gì đó chẳng hạn như vậy thì cũng không hết quá nhiều tiền gì cả. Cái vấn đề ở đây là Ngân nói rằng là chính bác sĩ Trần là người đàn ông duy nhất mà Ngân cảm thấy rằng là đem đến cho Ngân hạnh phúc tràn trề nhất. Khi mà Ngân nói câu chuyện này với Trần Trân thì Trần Trân đã gần như phát điên các bạn ạ. Trần Trân nổi điên, Trần Trân bảo là tại sao coi như là ban đầu thì coi như các bạn biết không, Trần Trân ban đầu gọi Ngân là chị, nhưng sau đó Trần Trân gọi bằng bà, gọi là bà với tôi, tức là ngang hàng phải lứa đấy. Trần Trân nói rằng là bà bị mù mất rồi, bà có mắt nhưng mà bà như là người mù, bà không nhìn thấy. Tôi hỏi bà nói rằng là ông Trần nói rằng có trách nhiệm với mọi người, thì trong 40 mấy năm qua ông ta có trách nhiệm gì đối với mẹ con của tôi không? Đó, khi tôi sinh ra bị tàn tật thì ông ta coi tôi như là một cái người gọi là nghiệt súc, ông ta không có trách nhiệm gì, ông ta chối bỏ cái giọt máu của ông ta, và đến khi mà ông ta coi như là bị lật tẩy tất cả mọi thứ và muốn chiếm lòng của bà, cho nên là ông ta mới đi thử máu với tôi thôi, chứ không không phải cái tình thương như ông ta nói rằng là về cái tình thương là ông ta đi thử máu với tôi, bởi vì từ trước đến giờ ông ta không nghĩ rằng tôi là con của ông ấy. Đó. Ông ta chối bỏ như vậy thì bà bảo ông ta thương xót cái gì? Ngay cả bây giờ trong 40 mấy năm qua ông ta nhìn nhận gì đến những cái người vợ, người con rơi con vãi không mà ông ta bảo có trách nhiệm với con cái. Ngay bây giờ bà thấy xem Phạm Hoa bị bệnh cũng là do ông ta, tất cả mưu kế của ông ta.
Đấy, và bây giờ coi như là Phạm Hoa đang bị như vậy thì ông ta, mặt mũi của ông ta ở đâu mà ông ta nói rằng có trách nhiệm với tất cả mọi người, với con với cái. Đấy, tôi hỏi bà, chẳng qua chỉ có thiên hạ này chỉ có một mình bà có mắt như mù mà thôi. Và chính cái tình yêu mù quáng của bà ấy là dung túng, là đồng lõa với cái tội ác mà ông Trần đang gây ra với rất rất nhiều người. Đó. Bà đồng tình với ông ấy mà. Bà yêu ông ấy một cách mù quáng và bà đồng tình với ông ấy, có nghĩa là bà dung túng cùng với những cái tội ác của ông. Mà trong khi đó thì bà luôn mồm bà nói rằng là thương những người nghèo khó, giúp đỡ người nọ người kia, nhưng tất cả cái công sức của bà đều đổ sông đổ biển hết. Đã bao giờ bà nghĩ rằng bà nghèo như Phạm Hoa chẳng hạn, bà cứ đặt giả thiết bây giờ bà không có một đồng nào như Phạm Hoa ấy, thì xem ông ấy có đến với bà bám bà như đỉa như vậy hay không? Có phải bà thử soi gương đi xem bà có đẹp như Phạm Hoa không, có trẻ như Phạm Hoa không? Bà là một con mụ già xấu xí, xấu đến mức độ coi như là nói như là hơi quá, gọi là như là ma chê quỷ hờn, như là thị nở ấy, đi đóng phim ma còn không cần phải hóa trang ấy, mà ông ta vẫn đưa bà lên mây xanh là bà là hoàng hậu. Bà soi gương lại cái mặt bà đi xem như thế nào để so với Phạm Hoa, so với Tào Hoa, so với Ngọc Bích, xem bà là ai. Chẳng qua bà có cái số tiền quá lớn, ông ấy bám vào để lấy tiền đó để trang trải những cái chỗ mà ông ta phải lợ lần, phải ví dụ như là muốn giúp cho Ngọc Bích cái nhà, muốn trả lợ nhà Đông Nhi cái nhà, muốn giúp người nọ kia, tất cả những cái chỗ đó là chỗ ông lợ đời, chứ không phải là coi như là ông giúp người không đâu, mà những chỗ đó là ông lợ đời, ông bắt buộc phải trả. Trên là ông ấy đang muốn lợi dụng bà lấy cái số tiền đó để bao bọc, để trả lợ cho thiên hạ. Và bà dung túng cho cái tội ác của ông ta. Bây giờ bà nhìn lại gương đi, bà soi lại bản thân bà xem bà có đẹp bằng những cái người tôi vừa kể chuyện hay không. Nếu bà trẻ đẹp cơ thì không nói làm gì. Còn đây bà già xấu như vậy mà ông ta bám bà như vậy thì rõ ràng là chỉ vì cái số tiền thôi. Còn thì nếu lấy xong tiền của bà thì ông ta sẽ biến đi nhá, biến đi về Trung Quốc, hoặc là ông ta đi với những cô gái trẻ. Bà xem coi như là ông ta nói rằng là với Ngọc Bích chỉ là bác cháu thôi, mà ông ta lại còn cầm bế cả Ngọc Bích như vậy. Chính bác Võ Ái Khanh đã gửi cái video đó cho mẹ tôi xem rồi, và mẹ tôi cũng cho tôi xem rồi, tôi được xem tất cả rồi, từng hành động một. Làm gì có cái chuyện coi như là cái con Ngọc Bích bị gãy chân đau chân gì đâu, chúng nó bế nhau vào nhà như vậy, mắt bà mù hay sao mà không nhìn thấy. Tôi hỏi bà một chuyện khác, một chuyện đã qua, bà nhìn Phạm Hoa bị sảy thai, cái thai đó thì ai ai là chủ nhân của cái thai đó? Nào, không phải ông Trần thì là ai là chủ nhân của ông cái thai của Phạm Hoa? Và tại sao bà biết? Bây giờ tôi nói cho bà biết, bởi vì bà quá mù, quá mê, tức là vì u mê bà không nhìn thấy cái gì. Bà có biết rằng tại sao tất cả những cái thai mà và có cái liên quan tới ông Trần đều bị phá hủy không? Bà đừng nghĩ rằng tự nhiên Phạm Hoa bị sảy thai, tự nhiên Ngọc Bích bị sảy thai. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ Ngọc Bích để cái thai đó mà sinh ra ấy, thì bà có thể phát hiện được, lúc nào đó sẽ phát hiện được rằng đứa bé đó chính là con của ông Trần, thì ông ấy sẽ không lấy được tiền của bà. Và Phạm Hoa cũng vậy. Ông ấy đang nói đang yêu bà mà cuối cùng lại đi cùng quan hệ cùng mấy người đàn bà khác có thai, thì rõ ràng là bà sẽ phải chạy trốn ông ta, bà thì lúc đó ông ta làm sao lấy được tiền của bà. Bởi vậy chính là những cái thai đó, những cái đứa bé vô tội đó, đó là những đứa bé như tôi đây này, như thằng Huy đây này, là chúng nó là bị chết oan, bởi vì chúng nó sinh ra có ra không đúng cái thời điểm. Cái thời điểm này bất kể ai quan hệ của ông ta có thai thì ông ta đều thủ tiêu hết. Bởi vì những đứa đó mà được sinh ra đời thì nó sẽ là những cái bằng chứng để tố cáo ông ta đi ăn vụng ngoài luồng, chùi mép, không thể chứng minh với bà được. Bà phải nhìn đó không phải là một cách vô cớ tự nhiên là cứ ai có bầu một cái lại sảy thai đâu. Bà mở mắt ra đi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Thuyết không biết nói nào, Trần Trân nói hăng lắm các bạn. Nói chuyện với Thuyết cỡ độ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, nói chuyện với câu đổi chuyện đối đáp với Ngân ấy. Ngân còn nói rất nhiều nữa, nhưng nói thật với các bạn, Thuyết không nhớ được hết là một. Cái thứ hai là cái lời đối đáp của Ngân nó gọi là mang tính chất gọi là gì gì nè, gọi là biện hộ. Nhưng mà Ngân, như các bạn biết đó, là một người trình độ thấp, không có những lý luận cao. Chính Trần Trân là một người có cái học thức rất là cao các bạn.
Khi mà nói chuyện với cậu ta thì Thuyết mới biết rằng cậu ta là người rất hiểu đời. Ngay cả những câu chuyện ở Nga, tin tức thời sự thế nọ thế kia, những câu chuyện ở Quảng Ngãi, có cái người người cha bị 5 đứa con tử hình, cái thứ cậu ta biết hết. Bởi vì cậu ta chỉ ngồi trên xe lăn đó, và các bạn biết rằng là làm bạn với điện thoại, với tivi, cho nên là tất cả những thông tin ở trên đời này cậu ta nắm bắt nhanh lắm các bạn. Trên ở đây chính Trần Trân mới là người hiểu biết rộng rãi và mở mang trí tuệ cho Ngân. Nhưng mà Ngân có vẻ như vẫn đang trong cơn mê, không nhìn thấy những gì. Mặc dù bị Trần Trân sỉ nhục như vậy, nhưng mà ở đây coi như là Ngân vẫn chưa nhìn ra. Không hiểu rằng là tại sao Ngân không đặt một câu hỏi rằng là tại sao con ruột của ông Trần mà nó lại vạch tội ông Trần ra như vậy. Tại sao Ngân không đặt ra một câu hỏi như vậy? Nó có lợi gì khi mà kể tội cha của nó như vậy với Ngân? Ngoài ra chỉ là cái mục đích để cho Ngân sáng mắt ra, đúng không ạ? Hay là nó có tội gì đây? Chẳng nhẽ là Trần Trân ghen tức là ông Trần không gửi tiền về cho Trần Trân hay sao? Tại sao Ngân không đặt ra những câu hỏi đơn giản như vậy? Thì nói ở đây, mình không dám nói cái câu là quá đáng như là ngu si cái gì, mà chỉ nói rằng là về cái IQ của Ngân nó quá thấp, nó thấp so với những người khác. Đấy, cũng có bạn nói rằng là Ngân chỉ hơn mỗi cái ông anh của mình, tức là ông anh bị bệnh đau ở Việt Nam đó, hơn một tí thôi, chứ còn thì nói thật ra là rất là kém thông minh. Ở thế gian này nó là vậy các bạn ạ. Các cụ có câu gọi là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Ngân là kẻ khù khờ, là người con gái khù khờ, nhưng mà lại được coi là ông trời ban cho rất là được nhiều tiền, đúng không ạ? Người ta đãi cho những người kẻ khù khờ đấy mà. Những kẻ khôn ngoan thì chẳng giàu được, nhưng mà những kẻ khù khờ thì lại rất giàu có, giàu bằng một cái cách rất là vô tình. Vâng, trong câu chuyện này nghe mà đau xót, nghe mà chua xót. Lý do làm sao vậy? Lý do tại sao hôm nay Trần Trân nổi xung? Bởi vì lý do Trần Trân nhìn thấy cái hậu quả, một cái người đang phải chịu những cái sự khổ đau đó chính là Phạm Hoa, và người gây ra cái sự khổ đau này chính là do cha của cậu ta. Cho nên là cậu ta bức xúc, cậu ta không thể nói chuyện với cha của mình được nữa, bởi vì cậu ta đã tuyên bố là không bao giờ nghe thèm nghe, đã tuyên bố bảo với bác sĩ Trần là ông đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa, và biến đi khỏi cuộc đời tôi thế nọ thế kia rồi, thì chẳng nhẽ bây giờ lại gọi điện cho bác sĩ Trần, thì có khả năng bác sĩ Trần lại nghĩ rằng ô nó lại suy nghĩ lại rồi, kiểu gì thì kiểu mình vẫn là cha của nó và nó sẽ phải nghe lời mình thôi thế nọ thế kia, đúng không ạ? Cho nên ở đây là các bạn hình dung ra Trần Trân là không thể gọi điện được cho cha mình vì những cái lời đã tuyên bố như vậy. Cho nên là bao nhiêu cái sự giận dữ ở cuộc đời này đã đổ hết cả lên đầu Ngân. Thì ở đây thì theo tôi nghĩ rằng Ngân cũng xứng đáng bị nhận thôi. Bởi vì như Trần Trân đã quy tội cho Ngân đó, chính Ngân không biết vô tình hay cố ý đã cố tình coi như dung túng cùng tội ác với bác sĩ Trần. Có nghĩa là ủng hộ bác sĩ Trần, có nghĩa là đồng lõa với chuyện đó, đúng không ạ? Thôi thì một người nào thì chẳng nói, nhưng mà Trần Trân đây đã so sánh Ngân già rồi, so sánh với các cô gái trẻ, tại sao Ngân không nhìn ra? Trần Trân đã nói Ngân là đẹp đẹp như cả thị nở như vậy, nhưng mà Ngân vẫn cứ bảo vệ coi như là ông vua của mình, bởi vì ông vua này coi Ngân như là hoàng hậu mà, cho nên là Ngân vẫn cứ bảo vệ ông vua. Ông vua này chính là Chí Phèo đó các bạn. Đây là theo lời của bạn Thiên Nga Trần đấy, là Chí Phèo thời hiện đại chứ không phải Chí Phèo là ở chiếc lò gạch cũ đâu, đúng không ạ? Chí Phèo mà coi như là trong cái câu chuyện mà chiếc lò gạch cũ. Và theo như Thuyết biết, cái làng Vũ Đại ngày xưa đó là bây giờ đang có một cái cách làm ăn mới, tức là toàn nấu nấu cá chấm cỏ ấy, mấy ký một, kho với tương các loại và mang đi xuất khẩu các nước các bạn ạ. Họ coi như là có một cái truyền thống thế phải. Và ở nơi đó thì vẫn có một Chí Phèo các bạn. Bởi vì chiếc lò gạch cũ mà Chí Phèo với lại thị lở coi như là làm duyên làm dạ dáng với nhau ấy, là lại sinh ra ở trong chiếc lò gạch đó coi như một cái cậu bé khác các bạn. Bởi vì các bạn nhớ trong cái tác phẩm của Lam Cao đó là coi như là lúc mà thị nở cắn lấy ngón tay cắn lên môi này làm duyên làm dáng, thì coi như là cái đôi môi bộ răng ăn trầu đen xì vẫn còn niếc nhìn xuống cái bụng của mình, bởi vì lúc đấy bụng của thị nở đã to to dần lên rồi đấy. Thì sau này thì khi mà Chí Phèo ra đi thì coi như vẫn còn một Chí Phèo con nữa. Không biết rằng là Ngân sau này cùng bác sĩ Trần mà nếu sinh ra thì có phải sinh ra một Chí Phèo nữa hay không, thì chúng ta phải đợi lần này về xem là Ngân có cái biểu hiện gì hay không, đúng không các bạn? Không biết rằng là Thuyết rất lo ngại. Đấy. Tất cả mấy người ví dụ như Ngọc Bích, Phạm Hoa khi có bầu cái đều bị sảy thai.
Ví dụ như bây giờ Ngân lại có bầu một cái chẳng hạn, thì không biết Ngân có bị sảy thai như những cô gái kia không? Đây là điều rất là đáng lo ngại đúng không ạ? Bởi vì nhiều người nói rồi, không biết tại sao đó, Trần Trân nói đấy, cái những cái chuyện sảy thai của Phạm Hoa với Ngọc Bích không phải diễn ra một cách tự nhiên, mà trong đó nó có những cái chuyện mờ ám. Thời đại bây giờ nó rất đơn giản, chẳng hạn như là vô tình chỉ cần uống một cốc nước thôi, mà cốc nước đó trong đó nó lại có một cái chất gì thì chỉ khoảng một vài tiếng sau thì tự nhiên sẽ sảy thai thôi, rất là đơn giản như vậy. Và chính Phạm Hoa cũng bị sảy thai trong tình trạng uống một chai nước của Ngọc Bích. Vâng, trong câu chuyện này không biết rằng Ngân có kể lại với bác sĩ Trần không, và theo như Thuyết biết thì nếu Ngân có kể lại với bác sĩ Trần thì Ngân cũng không đủ trình độ để nói lại tất cả những gì mà Trần Trân đã truyền đạt đến ông Trần thông qua người phiên dịch, đó chính là Ngân. Bởi vì chính Trần Trân muốn gửi cái thông điệp này là gửi đến thông điệp này là gửi đi cho bác sĩ Trần, nhưng và cậu ta không thể gọi điện trực tiếp mà cậu ta phải phải thông qua Ngân để truyền tải cái câu chuyện này. Nhưng mà theo Thuyết nghĩ là Ngân không đủ cái khả năng, cái trình độ để mà truyền tải cái ý nghĩa của Trần Trân. Bản thân Thuyết thì không cổ súy gì cho Trần Trân trong câu chuyện như vậy cả, nhưng mà Thuyết chỉ biết rằng là Trần Trân là một cậu bé rất là đáng thương, rất đáng tội nghiệp, từ lúc sinh ra đã như vậy rồi và phải chịu đựng cái sự đau khổ dằn vặt về cả tinh thần lẫn thể xác trong 40 mấy năm qua. Thì cái chuyện ức chế là chuyện đương nhiên ở trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta chỉ có một cái chuyện ví dụ thôi, chúng ta bất đồng quan điểm với nhau, tranh luận nhau trên kênh thôi mà nhiều bạn đã mất ăn mất ngủ rồi. Có rất nhiều người mất ăn mất ngủ vì cái chuyện tranh luận ức chế, không làm gì được bác cái ông Trần này, tức quá đúng không ạ, không ăn không ngủ được. Thì các bạn hình dung ra rằng Trần Trân đã phải chịu đựng sự khổ đau trong 40 mấy năm thì cậu ta bị ức chế như thế nào. Cho nên là khi cậu ta có những lời mạt sát với người cha của mình thì cũng đúng thôi, bởi vì nó không kìm nén được nữa, đúng không ạ? Nó không kìm nén được nữa. Người ta bị ức chế nhiều thì đôi khi còn bị hóa điên, cho nên là ở đây còn không hóa điên, nó còn vẫn còn là còn may. Cho nên là chính vì thế mà cậu ta đã lấy hai câu chuyện của hai đất nước, một câu chuyện ở tận Quảng Ngãi Việt Nam, một câu chuyện xảy ra tại bên tận Nga, đúng không ạ, để chứng minh rằng là mình so với những người con khác trên thế gian này vẫn còn tử tế chán. Đấy, cậu ta vẫn nói cậu ta là so sánh như vậy vẫn là tử tế. Đấy, thì ở đây của chúng ta thấy không, có một vài lời khuyên mà ở đây thì Thuyết không được chia sẻ trên cộng đồng mạng. Có một vài lời khuyên, một lá thư riêng là nói rằng Phạm Hoa nên trở về Việt Nam để sống với gia đình. Bởi vì với cái số tiền của Phạm Hoa chẳng hạn bây giờ có 100.000 đô thì nếu về Việt Nam mà gửi vào trong tài khoản thì mỗi tháng cũng có tiền lời đâu 6-7 triệu. Thuyết không biết là số lời nó là bao nhiêu, nhưng mà nếu mà như vậy thì quá nhiều đúng không ạ? Tất nhiên thì cái chuyện trở về Việt Nam thì nó rất là đơn giản các bạn, ở lại mới khó chứ còn trở về thì nó rất dễ. Cái vấn đề là không biết là Phạm Hoa sẽ phải làm gì khi mà bệnh tật như vậy. Bởi vì cha mẹ của mình thì già rồi, sống được với cha mẹ mấy năm. Còn cậu em trai thì người ta cũng có vợ, có con của người ta. Các bạn có hình dung ra không? Ở Việt Nam thì không thể như ở bên Canada được. Các bạn ở bên Canada thì kể cả người lành lặn không làm thì vẫn có ăn. Ở đây là nói về phần an sinh xã hội thì không phải lo. Tức là nếu các bạn bị bệnh tật thì đi viện không phải mất tiền. Còn ở Việt Nam mà bị bệnh thì no ngay ngáy, đúng ạ, không có tiền để chết rồi. Đi viện bây giờ có những bệnh tật mấy trăm triệu. Có một người ở cạnh nhà Thuyết coi như là bị ung thư mà đi xạ trị, mà sau đó uống thuốc cái gì đó mà mỗi một liều thuốc đâu 70 triệu, tức là mất hơn 1 tỷ. Thì các bạn bảo là ở Việt Nam bị bệnh nó rất là lo. Cái thứ hai là tương lai của hai đứa bé ở bên này nó rất là rạng ngời các bạn. Các bạn cứ hình dung ra xem, tức là một đứa bé hoặc là một du học sinh sang đây đi học thì mỗi người, đứa bé cũng vậy mà người lớn cũng vậy, là phải mất 40.000 đô một năm, tức là mất khoảng 800 triệu, chưa tính tiền ăn uống thế nọ kia, cứ gọi là 1 tỷ một năm đi. Thì các bạn hình dung ra xem, trong một cái cuộc đời học sinh của chúng nó là bao nhiêu năm? Mười mấy năm, đúng không ạ? Cho nên là ở đây là cái đó là cái tuyệt vời, và cái tương lai của chúng nó khi mà được ở đây mà thi đỗ đại học sau này trở thành một người thế nọ thế kia thì nó sẽ là dạng hơn. Trên ở đây có thể là nói hy sinh đời bố củng cố đời con, Phạm Hoa có thể hy sinh cuộc đời mình để cho hai đứa con được sống ở trên đất nước mà gọi là văn minh nhất nhì trên thế giới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video của Thuyết hôm nay xin tạm dừng ở đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video tiếp theo.